nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm trong suốt kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung xử lý mạnh các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vi phạm tải trọng, đi sai phần đường, làn đường. Đặc biệt, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ tập trung vào các khung giờ cao điểm, buổi trưa, buổi tối, trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình xử lý các vi phạm phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp kiểm tra thực tế đối với các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, đảm bảo việc tuần tra xử lý vi phạm được tiến hành nghiêm, giữ trật tự an toàn lao động cho người dân lưu thông dịp lễ.